nhận của phóng viên tại một trạm xăng trên địa bàn thành phố Hạ Long. Bên cạnh những người nghiêm túc đeo khẩu trang thì vẫn có không ít trường hợp chưa chấp hành quy định này. Khẩu trang anh vừa quên chỗ làm rồi. Khẩu trang của em đâu rồi? Thế vì sao lại không đeo lên? Vừa quên. Khẩu trang của anh đâu rồi ạ? Quên ở chợ rồi. Đây đây đây. Quên hả anh? Không phải quên mà với đi kia anh đi một đoạn lại dừng, thế là nó lít kích quá mình để trong này. Khẩu trang thì để nhà đấy. Mình nhưng mà mình có nắm được cái quy định là ra đường đến nơi công cộng phải đeo khẩu trang không ạ? Không nắm sao được, tưởng có đợt thôi chứ còn bây giờ thì làm sao mà đã biết được. Tại nhiều nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hạ Long, tình trạng người dân không đeo khẩu trang vẫn diễn ra phổ biến. Như tại khu chợ này, ban quản lý chợ thường xuyên phải nhắc nhở các tiểu thương và người đi chợ đeo khẩu trang khi vào chợ. Nhưng vẫn có rất nhiều người không chấp hành. Từ ngày 15 tháng 11, theo Nghị định số 117 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, người không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng sẽ bị phạt từ 1 triệu tới 3 triệu đồng, tăng 10 lần so với mức phạt hiện nay. Chúng ta là mình đều coi như là tuân thủ này, đeo khẩu trang này, bảo vệ cho bản thân mình, bảo vệ cho cả cộng đồng này. Quan điểm của tôi thì xử phạt thật nghiêm những cái người không đeo khẩu trang để giữ cộng đồng cho mọi người được an toàn. Đeo khẩu trang đã được chứng minh là biện pháp hiệu quả, đơn giản và tiết kiệm nhất để phòng chống dịch COVID-19. Đeo khẩu trang không chỉ để bảo vệ mình mà còn bảo vệ cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh.